Sau những biện pháp được cho là hiệu quả thì đến thời điểm này kinh tế Nhật Bản lại rơi vào vùng bất ổn. Chính phủ Nhật Bản không thể chắc chắn được rằng có làm giảm thâm hụt ngân sách đúng thời hạn hay không. Điều này đã khiến cho Moody's ra tuyên bố hạ bậc tín nhiệm trái phiếu chính phủ nước này. Điều mà chúng tôi thấy được đó là việc Nhật Bản đang không chắc chắn về chiến lược tăng trưởng của mình. Chính phủ cũng không biết liệu có đạt được mục tiêu thâm hụt ngân sách hay không. Moody's đã quyết định hạ bậc tín nhiệm trái phiếu chính phủ Nhật Bản từ mức A lớn 1 về mức A lớn A nhỏ 3. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thủ tướng Shinzo Abe quyết định trì hoãn việc nâng thuế tiêu dùng vào tháng trước. Các chuyên gia phân tích Moody's cho rằng Thủ tướng Abe đang lưỡng lự. Nếu không bổ sung nguồn thu thuế thì ngân sách sẽ không thể đạt được mức thâm hụt vào năm 2020 như kế hoạch đã đề ra. Nhật Bản cần tăng trưởng, kinh tế cần phải có ngân sách dồi dào để đối phó với nợ công khổng lồ. Đó là vấn đề lớn của chính phủ Nhật Bản hiện nay. Trong quý 2 và quý 3 năm nay, kinh tế Nhật Bản tiếp tục đón nhận đà tăng trưởng giảm tốc. Moody cho rằng Nhật Bản khó có thể thoát khỏi đà giảm phát 15 năm qua như đã hứa. Đó là chưa kể đến việc bằng cách giải tán Hạ viện và mở kỳ bầu cử mới, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã thừa nhận sự bất ổn của kinh tế nước này. Tôi cho rằng quyết định của Moody đã phản ánh rõ tình hình kinh tế Nhật Bản bây giờ. Nhật Bản cần phải vực dậy sau đà giảm phát quá dài. Thuế tiêu dùng đúng là một yếu tố quan trọng đối với con đường đạt mục tiêu lạm phát của chính sách Abenomics. Có người cho rằng cần phải giảm thuế thì mới có thể đạt lạm phát. Tuy nhiên, như Moody đã nói, phải tăng thuế thì mới có thể trả nợ công.